Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tách chữ và hình ảnh khỏi nền một cách đơn giản nhất. Không cần phải tải app để xóa bằng tay. Việc xóa bằng app trước đây mình cũng đã làm và thấy rất khó để có được tấm hình hoặc chữ hoàn hảo. Mình đã tìm hiểu và biết được cách làm đơn giản này. Mời các bạn theo dõi nha. Đầu tiên là tách chữ ra khỏi nền. Mình phải chuẩn bị tấm hình có chữ mà mình muốn tách. Ở đây mình đã chuẩn bị tấm hình sẵn rồi. Đây là tấm hình mình chụp màn hình điện thoại khi xem video luôn. Mình sẽ tách chữ này nha. Bước 1. Các bạn cắt phần chữ mình muốn tách ra. Mình dùng ứng dụng cắt có sẵn cho máy để cắt luôn. Bước 2. Khi cắt hình xong, các bạn vào Google Chrome, đánh dòng chữ Remove BG là sẽ ra trang web này. Bước 3. Các bạn bấm vào phần màu xanh có dòng chữ Upload Image này và chọn tấm hình các bạn đã cắt lúc nãy. Bấm vào chữ duyệt qua, sau đó bấm vào phần 3 gạch ngang trên cùng bên trái để vào tệp hình ảnh của các bạn. Mình thì lưu trong album. Mình chọn tấm hình mà hồi nãy mình đã cắt. Việc của các bạn là ngồi chờ load phần chữ được cắt thôi. Vậy là phần chữ đã được cắt xong. Các bạn nhìn thấy nó mờ tại vì chữ mình cắt có màu trắng trùng với cái nền của web thôi. Bước 4. Các bạn bấm vào phần download để tải chữ vừa cắt xong về máy. Vậy là đã xóa nền khỏi chữ thành công rồi nha các bạn. Nếu các bạn muốn tải ảnh HD về thì mình chỉ cần đăng nhập là được thôi. Có thể đăng nhập bằng Facebook hay email là tùy các bạn nha. Các bạn bấm vào phần Download HD. Tiếp theo bấm vào Sign Up và tùy chọn cách đăng nhập là xong. Mình thoát ra để kiểm tra lại chữ mình vừa tách nha các bạn. Với việc tách ảnh người ra khỏi nền thì mình cũng làm tương tự nha các bạn. Đầu tiên bạn phải cắt phần người mình muốn tách trước, sau đó thực hiện các bước như tách chữ. Vậy là mình đã giới thiệu xong cách tách chữ và ảnh người ra khỏi nền rồi. Rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn có những bức ảnh thật đẹp nhé. Hẹn gặp lại ở các video sau.